Mặc dù không nằm trong tâm bão, tuy nhiên thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng. Nhiều ngày nay, địa phương này cũng đã có mưa lớn, gây ngập cục bộ, khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Đây là hình ảnh được nhóm phóng viên ghi lại tại gia đình anh Sơn Hoàng Dương, khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo. Nước ngập gần 1 mét, các vật dụng trong gia đình phải kê lên cao. Mà chỉ có năm nay là mới tình trạng là nó ngập nhà mà gần cả mét vậy. Không chỉ gia đình anh Dương, gia đình của anh Nguyễn Xuân Trường cũng trong hoàn cảnh tương tự. Từ trưa ngày 1 tháng 11, nước đã tràn vào nhà, khiến nhiều đồ đạc trong gia đình bị ngập ướt hoặc bị nước cuốn trôi. Rồi đồ đạc ở trong nhà, đồ ướt rồi lúc nào thì dớt được nó trôi hết vậy, qua nước chảy mạnh đó. Do mưa lớn lại liên tục nên nước từ những điểm cao dồn về vùng trũng, khu dân cư và gây ngập úng cục bộ nhiều nơi. Trước đó, cơ quan chức năng huyện Côn Đảo đã di dời hàng chục hộ dân ở vùng ngập đến khu vực cao hoặc trung tâm y tế, trụ sở công an để họ trú ẩn. Lực lượng quân đội cùng các đơn vị của huyện sẵn sàng phương tiện và lực lượng tổ chức di dời dân và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu.